Sáng nay tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lũ. Lễ viếng từ 7 giờ đến 10 giờ, lễ truy điệu và di quan từ 10 giờ đến 11 giờ cùng ngày. Hàng ngàn người dân, đại diện các cơ quan tổ chức đã đến để vào viếng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đầu tiên vào viếng 22 chiến sĩ. Trước đó, ngày 19 vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng thông tin và viễn thông của quân đội đã khắc phục đường truyền mạng di động tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ xin băng thông của Viettel để nối lại sóng di động tại khu vực thủy điện này. Việc khôi phục sóng điện thoại sẽ phục vụ liên lạc của các công nhân lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang ở lại khu vực thủy điện. Hiện nay tuyến đường 71 đoạn từ thủy điện Rào Trăng 4 đến thủy điện Rào Trăng 3 xuất hiện một tảng đá lớn trên 30 mét khối an ngữ. Tỉnh Thừa Thiên Huế và quân khu 4 chỉ đạo lực lượng quân sự, công binh triển khai nổ mìn phá tảng đá này theo hình thức ăn dần, phá từng mảnh nhỏ để tránh chấn động đến địa chất xung quanh. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thông đường tới Rào Trăng 3 trong ngày hôm nay. Hàng loạt điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn đã xuất hiện ở khắp huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do những trận mưa kéo dài trong mấy ngày vừa qua. Đây là điều chưa từng có ở huyện này. Đặc biệt tại núi Keo ở xã Thuận Hóa hiện đang xuất hiện các vệt sạt trượt dài có chiều hướng ngày càng mở rộng, sạt trượt cả quả đồi gây cản trở giao thông. Hơn 20 hộ dân đang ở dọc phía dưới vùng này sẽ buộc phải di rời. Sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống lẫn tinh thần của người dân. Sạt lở cũng khiến đập Măng Hang ở xã Thạch Hóa bị vùi lấp hoàn toàn. Mưa lũ lịch sử chưa từng có ở miền Trung đã khiến 133 người thiệt mạng và mất tích trong 2 tuần vừa qua. Tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đến thời điểm này, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn bị ngập sâu. Hai ngày qua, nhiều đoàn cứu trợ tổ chức thiện nguyện các cá nhân đến Quảng Bình. Tuy nhiên, các đoàn chỉ tiếp cận được ở phía ngoài đường quốc lộ. Chỉ có những phương tiện của lực lượng công an và quân đội mới có thể tiếp cận được những hộ dân bên trong bị cô lập, cần được cứu trợ khẩn cấp. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Bình đã khuyến cáo các tổ chức cá nhân làm thiện nguyện nên tập kết hàng ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh hoặc của huyện để từ đó chính quyền địa phương sẽ phân bổ nguồn hàng một cách hợp lý. Hướng về miền Trung ruột thịt, phát huy truyền thống tương thân tương ái, Trường Đại học Thương mại quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên có hộ khẩu và thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lũ lụt, số tiền 10 triệu đồng. Nhân dịp này, trường cũng trao hơn 20 tỷ đồng học bổng để hỗ trợ khuyến khích học tập dành cho các sinh viên xuất sắc, sinh viên gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2020-2021, công tác tuyển sinh của trường đạt chất lượng tốt, có 4.136 sinh viên nhập học, lọt vào top các trường đại học hàng đầu có điểm tuyển sinh cao. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trước hết là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng. Các bộ ngoại giao, y tế, giao thông vận tải phối hợp thống nhất trong việc mở lại các đường bay thương mại. Báo cáo các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam xem xét quyết định. Hiện tại chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế, yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày, hạn chế tham gia sử dụng các dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, quản lý người cách ly. Sau hai thảm họa sạt lở đất bất ngờ khiến 35 cán bộ chiến sĩ hy sinh, ngày hôm qua 19 tháng 10 lại vừa xảy ra một vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên may mắn là nhờ cảnh giác cao độ nên hàng chục cán bộ chiến sĩ đã thoát chết trong gang tấc. Sáng 19 tháng 10, khi xuất hiện vết nứt trên núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo, chỉ huy đồn đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác. Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đất phá hỏng tài sản của đồn. Ngoài ra, mặt đường toàn bộ quốc lộ 12A đi qua đồn Cha Lo bị hư hỏng nặng. Chiều cao khối sụt trượt từ mặt đường lên mặt núi lở khoảng 150m, khiến 450m mặt đường bị xé nát hoàn toàn, giao thông nối với nước bạn Lào hoàn toàn tê liệt. Hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với biên phòng, hải quan, công an
ban quản lý khu kinh tế, tiểu thương, các công ty đều bị cô lập hoàn toàn. Hiện lương thực ở Cha Lo đang đủ cho hàng trăm người dùng trong vòng vài ngày. Hiện tuyến quốc lộ 12 bị đứt gãy khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, gây khó khăn cho việc tiếp tế. Việc sửa chữa đường cũng chưa thể tiến hành do còn có thể tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện nay thì thời tiết tại Hướng Hóa, Quảng Trị đang rất là phức tạp và trời thì càng ngày càng tối dần đi và mưa và gió như vậy. Và cái điều này thì cũng đã gây ra khó khăn rất nhiều cho công tác cứu nạn cứu hộ tại đây. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là các đồng chí tham gia với những công tác cứu hộ cứu nạn, chúng ta sẽ giữ thật nhiều sức khỏe và tinh thần cũng như là nghị lực để có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này. Thưa quý vị, Quảng Trị đang là tỉnh đối mặt với vô vàn những khó khăn trong đợt mưa lũ lịch sử lần này. Ngay trong đêm qua, lũ tại Quảng Trị đã lên cao trên báo động 3 và vượt mức lịch sử năm 1999. Hàng nghìn người dân ở những vùng xung yếu rơi vào tình thế bị động. Có những gia đình đã không thể thoát ra ngoài, bị mưa lũ bao vây. Và trước những nguy cơ từ mưa lũ, đêm qua, nhiều gia đình đã phải kêu cứu trong đêm. Bên cạnh đó, trên toàn tỉnh có rất nhiều vụ sạt lở gây thiệt hại nặng nề về người. Tại vùng núi, nhiều vụ sạt lở đất diễn ra trên diện rộng và trong đó ngoài vụ sạt lở xảy ra ở sư đoàn 337 thì còn hai vụ khác xảy ra ở huyện Hướng Hóa. Một chiến sĩ công an hy sinh, 4 cán bộ xã đang mất tích và 2 người bị thương khi đi tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ lụt khi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Đoàn công tác xã bị lũ cuốn. Trong khi đó, 7 người dân đi làm rẫy vẫn mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận với xã Hướng Việt do sạt lở đất nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Thời tiết còn mưa và các vụ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, uy hiếp đến tính mạng của lực lượng cứu hộ cứu nạn. Một vụ sạt lở khác tại xã Húc, huyện Hướng Hóa cũng khiến cho 6 người trong một ngôi nhà thiệt mạng thì đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể. Huyện Hướng Hóa cũng đã yêu cầu chính quyền xã đưa dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, nếu hộ nào không rời đi thì phải áp dụng cưỡng chế. Trong khi đó, tại vùng đô thị trong đêm qua, trước tình hình lũ dâng nguy cấp, rất nhiều người dân tại Quảng Trị đã phải đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ sự cứu giúp của cơ quan chức năng và của cộng đồng. Họ sợ hãi bởi nước lũ lên quá nhanh, trời đêm tối lại mưa to và mất điện nên cả gia đình đã không thể có được những biện pháp di chuyển ra bên ngoài. Hơn hết, nhiều gia đình lại có cả người già và trẻ em gặp tình huống nước dâng cao, không thể đủ sức khỏe để đối phó. Với 82 trên 124 xã phường thị trấn bị ngập trên một diện rất rộng và cũng rất may cho đến rạng sáng mưa đã giảm và lũ giữ ở mức đỉnh rồi xuống dần nên tính mạng của người dân vùng ngập lụt vẫn được đảm bảo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, miền Trung đang chồng chất những đau thương. Nỗi đau sau vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng Ba vẫn còn đó. Chưa khắc phục xong thì giờ lại đến việc xảy ra tại đoàn 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Và vào sáng ngày hôm nay, 18 tháng 10, tang lễ 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng Ba được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.